Cả nhà đối đời giàu to, nếu dằm tháng 7 âm lịch thắp hương vào 2 giờ hoàng đạo này, giàu hơn chúng số, tiền nhét chật kép. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp may mắn, bình an, vạn sự như ý. À, quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là cái tháng cô hồn, theo quan niệm tâm linh thì đây là cái tháng không may mắn. Vì thế, gia chủ thường cúng cô hồn dằm tháng 7, một cách chu đáo để mong muốn được bể trên phủ hộ độ trì cho nhà cửa được an yên, mọi chuyện được suôn sẻ. Theo đó, nhiều gia chủ thắc mắc là thắp hương giảm tháng 7 âm lịch vào cái khung giờ nào để như là tăng cường thêm cái sự may mắn và kết nối tâm linh được tốt nhất. À, thưa quý vị, theo nghiên cứu của Tử Thông cũng như là các chuyên gia phong thủy thì quý vị chỉ cần thắp hương giảm tháng 7 đúng vào hai khung giờ này thì sẽ thu hút được cái vận may tài lộc tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến chật kép và trong chương trình ngày hôm nay quý vị cũng sẽ được tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những lưu ý trong cái việc cúng rằm tháng 7 như thế nào tất cả sẽ được chia sẻ để cho quý vị nắm bắt rõ hơn quý vị nhé à, thưa quý vị thì đầu tiên chúng ta cùng xét là ngày rằm tháng 7 âm lịch thì nên thắp hương vào cái lúc nào lúc mấy giờ à, quý vị thân mến thắp hương rằm tháng 7 âm lịch sắp tới cũng như là tương tự như những ngày rằm khác À, có thể tùy thuộc vào từng cái phong tục tập quán của gia đình mà quý vị cũng có thể chọn cái thời gian thích hợp cho cái việc thờ cúng này. Thông thường thì ông bà ta thắp hương vào buổi sáng sớm. Đó là cái lúc mà bình minh hé sáng. Ánh sáng sẽ chiếu xuống cũng như là lúc mà các vị thần Phật được gì à, có thể là soi tỏ được cái lòng thành kính của gia chủ. Thắp hương rằm tháng 7 đặc biệt là trong thời gian tới thì quý vị chọn cái khung giờ này sẽ giúp cho gia chủ được bình an may mắn mang lại phước lành. Ngoài ra thì gia chủ cũng có thể thắp hương vào buổi buổi chiều. Đó. Cái mùi hương trầm với cái không gian à, cái buổi buổi chiều ấy nó cũng sẽ tạo ra cái không khí ấm cúng sung túc. Tuy nhiên quý vị không nên thắp hương sau 7 giờ tối, bởi vì người xưa cho rằng à, sau cái khoảng thời gian này thì các vong linh sẽ lang thang ngoài đường tìm nơi trú ngụ nếu mà thắp hương muộn sẽ coi là một cái lời mời gọi cô hồn dã quỷ đi lui tới, điều này sẽ khiến cho chúng có thể xâm nhập và quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến gia đình. đấy. À, dân gian cũng cho rằng à, các vị thần thường dùng bữa sớm, chính vì vậy mà các bạn cũng phải để xác định muốn cúng sáng hay là cúng chiều, quý vị nhé. À, thưa quý vị. Nói chung trong ngày rằm tháng 7 âm lịch ấy, thì quý vị cúng cúng sao cho xong trước là 19 giờ tối. Thì ngoài ra gia chủ cũng có thể thực hiện uh, nghi lễ vào các khoảng thời gian sau đây. À, thưa quý vị, à, chúng ta biết cái ngày giáp dần, cái ngày rằm tháng 7 âm lịch ấy, thì nó là ngày giáp dần đúng không ạ? Ngày giáp dần. Ngày giáp dần quý vị thấy đấy, thì đầu tiên bao giờ cũng vậy. Để chọn ra giờ tốt thì chúng ta cũng cần phải xét cắt hung của ngày đã. Thì cái, cái ngày giáp dần này này, chúng ta có giáp là mộc, dần là mộc, tức là gì? Can chi là tương đồng, Vậy nên nó là ngày cát nhật Nạp âm của ngày là đại khê thủy Nó kỵ kết tuổi là mậu thân và tuổi bính thân Ngày thuộc hành thủy khắc hành hỏa Đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân, mậu ngọ Thuộc hành hỏa nhưng không sợ bị thủy khắc Cái ngày dần thì lục hợp với lại hợi Tam hợp với ngọ và tuất tạo thành hỏa cục Dần thì sung thân hình tị, hại tị Nó phá hợi và tuyệt rộng Ở Trong ngày hôm nay thì nó có trực là trực phá đúng không ạ tháng thân thì dần thân là tương xung mà đó và nó có cái sao là cái sao tinh cái sao tinh là một cái bộ sao hung trong nhị thập bát tú bên cạnh đó ngày này thì nó thuộc cái tiết tiết lập thu nhá và trong ngày giáp dần này, thì nó có các sao tốt các các thần như là dịch mã giải thần minh phệ đối ngũ hợp thiên hậu thất thánh à, nói chung là tuế lộc và tuế đức đó là các cát hung trong ngày hôm nay và để chọn ra cái giờ tốt thắp hương thì quý vị uh, sẽ sử dụng quyển sách ngày tốt toàn thư nhé Để chọn ra cho mình những khung giờ lành tháng tốt Thì quý vị có thể mở trang 127, 127 để mà tham khảo những khung giờ tốt trong ngày Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tham khảo quyển sách ngày tốt toàn thư Để lựa chọn cho mình ra những cái ngày tốt, giờ tốt để làm mọi việc trong uh, trong tháng, trong năm Để mọi sự thêm được bình yên và may mắn thì cái giờ tốt trong cái ngày rằm tháng 7 âm lịch ấy, để cúng rằm tháng 7 chúng ta sẽ có hai khung giờ cực tốt đúng không ạ? Thứ nhất là giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Đó là giờ thìn. Đó là giờ tốt đầu tiên. Trong cái giờ thìn này thì nó có các sao như là gì? À, có kim quỹ đấy. À, có tứ đại cát thời và có gì nó là giờ kim quỹ hoàng đạo đấy, có nguyệt tiên và phúc đức tinh. Để nó là giờ tốt đầu tiên buổi sáng đúng không? và buổi chiều quý vị có thể là làm cái giờ tốt thứ hai là nó sẽ rơi vào lúc là từ 13 đến 15 giờ nó là giờ mùi nó là giờ mùi thì đây là hai cái khung giờ hoàng đạo mà quý vị có thể cúng giảm tháng 7 ấy. cái giờ mùi thì nó có gì có là cái giờ ngọc đường hoàng đạo nó có thiên khai có thiếu vi tinh đó à, nó có thiên đất quý nhân nó có tứ đại các thời có thái dương có vũ khúc và có nhật mộ đó, đó là đây đây là hai giờ đại cát để cúng rằm cúng rằm tháng 7 âm lịch năm 2024 thì quý vị có thể tham khảo quyển sách ngày tốt tuần thư này bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư nhé tự xem ngày này tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất cứ ai à, thưa quý vị à, như quý vị đã biết ý, thì theo thông lệ cúng rằm tháng 7 âm lịch hàng năm thì nói chung ấy chúng ta cũng sẽ cúng ở trên ban thờ tổ tiên và ban thờ thần linh cái mâm cúng dằm tháng 7 và các vật thờ cúng thì được đặt ở trên bàn thờ à, trong thời gian này chúng ta cũng phải chuẩn bị văn khấn dằm tháng bảy và gì để cho gì cái việc thờ cúng nó được chuẩn chỉ không làm mất lòng bề trên và cái việc thứ hai là gì chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà cúng dằm tháng 7 âm lịch trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này để có được cái sự may mắn và bình an thì quý vị cũng cần phải lưu ý những cái điều sau. À, trước khi mà thắp hương thì quý vị cũng cần phải lau dọn bàn thờ được sạch sẽ, đúng không? Và để lau dọn bàn thờ sạch sẽ, quý vị sẽ sử dụng cái khăn sạch này nhá, không dùng các loại khăn lau chung với lại cái loại cái bát đũa bàn ghế. Một số người còn lấy khăn lau nhà để lau bàn thờ nữa thì chịu, đúng không ạ? Quý vị dùng khăn sạch hay mới thì càng tốt. Bên cạnh đó hãy dùng một cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương, để mà nó dọn cho được hanh thông thuận lợi hơn thì cái nhất tâm hương nó bao gồm các thành phần như là ngũ vị hương đấy bao gồm bạch đàn quế vang à, nói chung là hồi đinh hương đúng không vân vân cùng các loại hương, vật hương liệu tự nhiên khác nó sẽ giúp là tẩy rửa sạch sẽ cái không gian thờ cúng giúp mang lại cái vượng khí cho ban thờ giúp cho mọi việc được hanh thông và cầu gì thì được nấy quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 chín để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương nhé mang lại cái may mắn tài lộc cho mình quý vị nhé À, thưa quý vị thì bên cạnh đó thì gia chủ cũng cần phải gì lau sạch bụi bẩn trên bàn thờ nhưng mà quý vị hạn chế nhé không di chuyển được bát hương thì càng tốt à, quý vị cũng cần phải ăn mặc chỉnh tề lịch sự khi mà thắp hương cũng không nên mặc quần áo hở hang hay là rách dưới à, khi thắp nhang thì quý vị cũng chọn loại hương cẩn thận không nên chọn loại hương có hóa chất nhé, mà chỉ nên chọn loại hương có mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ và các loại hương đảm bảo chất lượng an toàn đó thắp hương thì nên đi kèm với cái lễ vật Quý vị cũng cần phải chuẩn bị các lễ vật đấy lớn nhỏ tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng nhà, không nên quá cầu kỳ gây lãng phí hoặc là gì hao tốn tiền bạc. Đó. Khi thắp hương thì những người xung quanh cũng không được nói tục chỉ bậy kéo bị bể trên trách phạt. À, thưa quý vị, tiếp theo thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ một chút về những cái giờ tốt để cúng thần tài trong cái ngày rằm tháng 7 âm lịch. À, thưa quý vị, thì cúng thần tài trong rằm tháng 7 âm lịch thì quý vị cũng cứ chọn đúng hay hai cái khung giờ vàng này mà tử thông đã chia sẻ để gì tiền về chật cửa chật nhà à, thưa quý vị muốn kích thêm tài lộc tăng cường cái vượng khí cho cái cửa hàng kinh doanh buôn bán thì gia chủ cũng gì à, ngoài cái việc là lựa chọn cái nghi lễ lễ vật thật cúng trên ban thờ thần tài cái ngày rằm tháng 7 thì quý vị cũng chọn được cái khung giờ cúng này thì để mang lại may mắn tài lộc cho mình quý vị nhé à, khung giờ được đắp lọc cúng thần tài trong cái ngày rằm tháng 7 đó chính là gì giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Nhưng mà với bản thân thần tài quý vị chỉ chọn đúng cột khung giờ này thôi, 7 đến 9 giờ sáng. Đó, thì để được bôi mê ban đắt. Nói chung ấy, các gia chủ thường cúng sản tháng bảy rất là chu đáo, cẩn thận để mong tổ tiên dưới âm phủ sẽ được nhẹ nhàng hơn và con cháu nơi dân gian có được cuộc sống là thuận buồm xuôi gió. À, thưa quý vị, nếu mà gia chủ cúng rằm tháng 7 ấy, hoặc là mùng 1 mà không biết là phải kèm cúng cô hồn như thế nào làm thế nào đúng cách thì tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây để cho quý vị cùng nắm rõ thì những cái đồ vật cần để cúng trong cái ngày rằm tháng 7 thì bao gồm có những cái thứ như sau này thứ nhất là gì à, gồm là hương hoa này trầu cao này rượu nước hoa quả đó vân vân và quý vị cũng cần phải sử dụng một cái bài văn khấn thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách văn khấn toàn thư để gì trong đó có 77 bài văn khấn sẽ giúp quý vị là à, cầu được ước thấy và cái việc thờ cúng nó diễn ra chuẩn chỉ hơn không bị phạm và không bị đắc tội với thần linh quý vị nhé à, thưa quý vị à, cúng dằm tháng 7 âm lịch thì quý vị cũng cần phải chuẩn bị những cái thứ lễ vật sau đây để không bị phạm phải những điều đại kỵ nhé à, đầu tiên phải cần sắm tiền vàng từ 15 lễ trở lên quần áo chúng sinh từ 20 đến 50 bộ à, tiền chúng sinh thì quý vị cũng thể chọn à, tùy ý càng nhiều càng tốt hoa quả thì quý vị nên chọn năm loại Đấy, chọn ngũ ngũ quả thì càng tốt mông ngũ quả càng tốt Bên cạnh đó có bỏng ngô này, khoai lang luộc này, ngô luộc, sắn luộc, bánh kẹo luộc quý vị có thể cắt nhỏ ra đúng không? Tiền mặt, tiền thật các mệnh giá từ 2.000, 1.000, 500 đồng đến 500.000 đồng thì càng tốt. Quý vị cũng có thể cúng thêm cháo. Bên cạnh đó này có thể có thêm gì? Nếu mà cúng cháo thì có thêm muối mắm muối đúng không ạ? Năm bát, năm đũa hoặc là gì? À, đường thẻ hoặc là gì? Quý vị cũng có thể là chặt mía, chặt khoai luộc ra thành những cái đoạn nhỏ. Quý vị cũng có thể là có thêm ba chén nước, ba ly nhỏ đấy à ba cây nhang hai cây nến nhỏ Đó. chú ý là không cúng sôi gà nhé khi mà giải tiền vàng ấy, thì quý vị cũng giải ra bốn phương đông tây nam bắc có tiền ngũ phương thì càng tốt mỗi hướng thì từ 3 đến 5 cây hương bày lễ cúng ở ngoài trời à, các cụ dặn rằng tháng 7 âm lịch tháng cô hồn ấy, có 6 cái món mà quý vị cần phải kiêng kỵ để tránh được cái xui xẻo à, thưa quý vị theo quan niệm dân gian thì cái tháng 7 cô hồn chúng ta nên kiêng ăn những cái món này để tránh rước những điều không may mắn cho mình và gia đình. À, dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là cái tháng mà tháng cô hồn, tháng âm khí nó mạnh. Thời điểm này các vong hồn quay trở lại dương thế, trong khoảng thời gian này thì dân gian có rất nhiều cái tục tập kiêng kỵ, bao gồm cả kiêng kỵ trong cái việc ăn uống. À, trong khoảng thời gian này thì để tránh xui xẻo trong cái tháng cô hồn ấy, quý vị cũng kiêng ăn cháo trắng. À, theo quan niệm của dân gian, một trong những cái điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn đó là không nên ăn cháo trắng. Người ta cho rằng tháng 7 cô hồn là cái thời điểm cúng thí thực, cô hồn dã quỷ à, trong cái lễ cúng ấy thì nói chung ấy đây là một cái vật phẩm không thể thiếu. À, con người mà ăn vào thì sẽ khiến ma quỷ nghĩ rằng là bạn đang ăn tranh của chúng, vì vậy chúng sẽ liên tục quấy phá và gây ra những điều xui xẻo. À, tháng cô hồn chúng ta cũng kiêng ăn thịt vịt nhé. Thịt vịt là cái món ăn khoái khẩu của nhiều người Nhất là vào cái dịp cuối tháng để mà giải xuôi giải đen à, Người ta ăn thịt vịt để xả xui giải đen Tuy nhiên ý, vào cái tháng cô hồn thì à, Một số người sẽ kiêng ăn thịt vịt Vì người ta cho rằng ăn thịt vịt sẽ liên quan đến chữ là tan đàn xẻ ngé Và gặp nhiều cái điều không may mắn trong cuộc sống à, Thay vì ăn thịt vịt thì quý vị cũng có thể chọn thịt lợn, thịt gà, thịt bò vân vân Có rất nhiều loại thịt cá khác Đó. À, Tháng cô hồn người ta cũng kiêng ăn cá mè một số vùng sẽ à kiêng ăn cá mè trong cái tháng cô hồn cái nguyên nhân là họ cho rằng cái chữ mè thì liên quan đến từ mè nheo à có thể mang đến những cái rắc rối đen đủi không cần thiết thì ngoài ra người ta cũng hay là kiêng ăn cá mè vào đầu tháng đầu năm à, với lý do là trong cái tháng cô hồn kiêng ăn để mà gì gặp được những điều may mắn hơn bên cạnh đó thì người ta cũng kiêng ăn thịt chó ăn thịt chó thì nói chung cũng giống như thịt vịt là cái món món xả xuôi trong cái dịp cuối tháng cuối năm À, trong khi đó đầu năm đầu tháng, đặc biệt trong tháng Cô Hồn thì người ta cũng kiêng Vì là dễ gặp những điều xui xẻo Nguyên nhân là do dân gian có quan niệm là đen như mõng chó đúng không ạ? Vậy nên người ta quan niệm là ăn thịt chó sẽ mang đến vận xui cho cả tháng à, Vậy nên là trong tháng 7 âm lịch, tháng Cô Hồn thì người ta cũng kiêng ăn thịt chó Để tránh không gặp phải những điều xui xẻo đến với mình Bên cạnh đó tháng 7 Cô Hồn, dằm tháng 7 thì người ta cũng kiêng ăn mực Đấy, theo quan niệm của dân gian ở một số vùng miền ấy thì ăn mực vào cái thời điểm đầu năm đầu tháng sẽ mang lại suy xẻo người ta cho rằng ăn mực vào những ngày này thì à, nói chung ấy cũng sẽ gặp cái khoảng thời gian là đen như mực, gặp đủ mọi chuyện rắc rối trong cái tháng 7 âm lịch. Vì, vì vậy mà quý vị cần phải tránh để không gặp phải suy xẻo. À, bên cạnh đó một số người sẽ kiêng ăn sầu riêng. À, sầu riêng là cái loại trái cây có hương vị ngọt ngào và rất là thơm mát đặc trưng. tuy nhiên ấy thì người ta thấy e ngại với loại quả này nhất là trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn họ sợ sẽ gặp phải cái chuyện u sầu trong cả tháng. À, thưa quý vị, nói chung đó là những cái món ăn kiêng kỵ trong cái tháng cô hồn để gặp được những cái điều xui xẻo quý vị nhé. Nói chung các cụ nói là gì có thờ có thiêng có kiêng có lành, vậy nên là chúng ta cứ kiêng cho lành. À, thưa quý vị, thì bên cạnh đó theo quan niệm dân gian ấy, thì tháng 7 âm lịch tháng cô hồn diêm vương sẽ cho khai mở quỷ môn quan để cho cái vong hồn được gì trở lại nơi, nơi dương thế và từ ngày mùng 2 tháng 7 thì bắt đầu mở này và gì quay trở về từ ngày 14 tháng 7 âm lịch. Vậy nên là cái ngày 14 tháng 7 âm lịch là cái ngày âm khí nó nặng nhất. Quý vị cần phải chú ý kiên kỵ những cái ngày này trong tháng để tránh gặp phải những điều suy rồi đến với mình quý vị nhé. Thứ nhất là những việc quý vị kiêng không nên làm vào những đêm khuya. Thì đầu tiên là đi chơi đêm. Thưa quý vị dân gian cho rằng đêm tối là gì? Là bạn đồng hành của ma quỷ. Càng tối muộn thì âm khí càng mạnh, dương khí càng yếu con người yếu đuối dễ bị gì bắt mất cái hồn thì đây cũng là cái thời điểm ma quỷ lộng hành mạnh nhất vì thế quý vị nên hạn chế đi chơi quá khuya thứ hai là gì đi tắm vào đêm khuya thì tương tự không nên là đi tắm vào đêm khuya bởi vì buổi đêm ấy, thì khi mà tắm vào sẽ gặp rất nhiều điều phiền toái vừa có hại cho sức khỏe lại vừa dễ dẫn dụ vong theo lúc này các vong linh rất thích chơi cái trò kéo chân vạn và nguy cơ tử vong sẽ rất lớn À, kiên kỵ tiếp theo là không nên phơi quần áo vào ban đêm. À, thưa quý vị, quần áo ướt dễ làm cho các sóng điện nó tích tụ và nói chung ấy nó chẳng khác nào tạo ra cái nơi hãm tịch Mã quỷ. Tức là gì? Là cạm bẫy. Như vậy thì các phong linh sẽ tìm đến để gây rắc rối với bạn. Thì ngoài ra à, có quan niệm còn cho rằng cần phải kiêng phơi quần áo vào ban đêm vì nếu không ấy thì ma quỷ sẽ mượn tạm để mặc. Thì đó cũng sẽ là cái chuyện không hay đối với gia chủ. Nên là chúng ta cần phải kiêng. À, tiếp theo là kiên kỵ huyết sáo gọi nhau vào ban đêm và buổi tối. Thì buổi tối huyết sáo sẽ dẫn dụ vong linh và các quỷ hồn. Bởi vì các vong linh quỷ hồn rất thích tiếng sáo. Đồng thời khi mà đi vào cái buổi tối mà huyết sáo thì cũng rất dễ để cho ma quỷ đi theo. À, bên cạnh đó buổi tối thì quý vị cũng không nên gọi tên nhau. À, ma quỷ nghe thấy sẽ nhớ tên và lần theo đó mà gây hại hoặc có thể là bắt người à, chơi cùng hoặc là gì nhập hồn để mà trở lại nơi dương thế. Tiếp theo là kiêng kỵ chơi trốn tìm vào ban đêm. À, vào ban đêm thì các vong linh rất thích dọa người. Thời điểm này các bạn thì đang trốn một mình trong cái bóng tối thì là cái thời điểm mình dễ bị dọa nhất. Bên cạnh đó quý vị cũng tuyệt tuyệt đối không nên chơi ú nấp dưới các gốc cây to vào ban đêm hay là chụp ảnh vào ban đêm bởi vì ma quỷ luôn làng vàng xung quanh sẽ vô tình rơi vào cái ảnh và à, nói chung ấy đó là một cái điều không tốt bên cạnh đó quý vị cũng không nên tùy tiện quay đầu lại khi mà đang đi trên đường đó. ở nơi hưu quạnh bất chợt uh, quý vị thấy giống như ai đó đang gọi mình uh, không nên quay đầu lại bởi vì rất có thể một linh hồn nào đó đang gọi bạn đi một mình nói chung ấy uh, khi bạn đi một mình thì rất dễ bị các vong linh chú ý tốt nhất là đi đâu thì nên rủ thêm người khác đi theo nhé uh, tiếp theo là quý vị cũng kiêng đi trên những chuyến xe muộn thưa quý vị những chuyến xe muộn nói chung ở đây là cái những chuyến xe mà Diễn ra từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ sáng, từ một giờ đêm đến 1 giờ sáng ấy. Bởi lúc đó thì âm khí nó vượng nhất trong ngày. Quý vị cẩn thận kẻo lại bị vong hồn quấy nhiễu quý vị nhé. Đó đó là những cái kiêng kỵ về đêm tối đầu tiên. Thứ hai là kiêng kỵ không đốt tiền vàng tùy tiện. Thưa quý vị, tháng cô hồn là có tháng của quỷ đói. À, chúng thiếu thốn đủ thứ nên là luôn lang thang đi khắp nơi. Cái hành động đốt tiền đốt vàng mã là một cái hành động gửi tiền gửi vàng gửi đồ cho các vong linh bởi vậy càng đốt nhiều thì vong linh đến càng nhiều gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các bạn và của cả gia đình nữa à, thứ ba là không nên ăn vụng cái đồ cúng hoặc là đồ đồ tế lễ nói chung ấy, cái đồ cúng đồ cúng tế thì đương nhiên là dành cho ma quỷ nói chung ấy, chưa được sự đồng ý của họ mà đã ăn ấy, thì có thể là gì khó tránh khỏi những cái tai ương những cái phiền phức đến với đến với mình à, dân gian cũng có quan niệm cái đồ của người âm nếu mà chưa cúng chưa thắp hương hay là hương chưa tàn ấy hoặc là chưa phái lại xin phép mà chúng ta đã ăn vụng rồi ấy, thì ngay lập tức sẽ gặp xui xẻo. À, thứ tư là không đứng gần cây đa cây đề. À, thưa quý vị dân gian có câu là quỷ gốc đa ma gốc đề ý muốn nói là vào ban đêm ấy thì dưới gốc cây đa cây đề hội tụ rất nhiều cái âm khí nhất là vào cái tháng qua hồn tháng 7 âm lịch này ấy, tốt nhất là quý vị nên kiêng đứng gần hoặc là ngồi hoặc nằm hoặc chỗ nào đó để tránh bị ma quỷ chiêu. À, các cụ cũng bảo rằng. Đấy, ngày xưa ấy, thì những người bị chết đói thường là những người vô gia cư nên là họ thường chọn những cây to ở đường ở chợ để nghỉ ngơi và thường gì khi chết họ cũng ở đó thứ năm là không treo chuông gió đầu giường à, quý vị thân mến chuông gió treo ở đầu giường dễ dụ ma quỷ hoặc là các vong linh à, và cái thời điểm chúng ta ngủ là cái thời điểm mà linh hồn dễ nhập vào giấc ngủ của bạn nhất thứ sáu là không để dép lê à, ngay ngắn và quay vào trong đó. À, thưa quý vị vào buổi tối nếu như mà để dép lê và hướng vào giường thì các vong linh coi đó là một cái lời mời gọi sẽ lên giường ngủ chung với các bạn đó là điều không hay thứ bảy là không để tóc bù xù khi mà ngủ trong tháng cô hồn nói chung ấy thì khắp nơi đều là dã quỷ nếu mà tóc tai bù xù thì họ sẽ nghĩ là đồng loại nên là gì có thể là tìm đến để mà gây chuyện gây ra những rắc rối thứ tám là nhặt tiền lẻ rơi vãi trên đường À, tiền này thì được thường là tiền của các vong linh. Nếu mà các bạn nhặt có nghĩa là xâm phạm đến đồ của các vong linh và các bạn sẽ dễ gặp rủi ro. Thứ 9 là không nên gì? Cắm đũa, hai cái đũa vào bát cơm trong cái tháng cô hồn. Cái hành động này thì không nên. Không nên làm trong bữa ăn. Đây là cái hình thức tế tự, tế bái tượng trưng cho việc cắm ở bát hương. Khi mà các bạn cắm đũa vào trong bát cơm thì có ý là gì? Mời các vong linh đến đến hưởng. À, cái điều thứ 10 nữa là không bắt chuồn chuồn, bắt châu chấu, bắt bướm bướm vào ban đêm. À, dân gian cho rằng các loại côn trùng này là hóa thân của quỷ hồn. Nếu mà tùy tiện bắt chúng thì cẩn thận, dễ dẫn linh hồn quỷ đói vào nhà. Kinh kỵ thứ 11 đó chính là gì? Phụ nữ đến tháng thì cần tránh đến những cái nơi tế lễ. Theo quan niệm của dân gian ấy, thì phụ nữ đến tháng thì không được sạch sẽ, không được xuất hiện ở những cái nơi tế lễ. Đó. À, bên cạnh đó thì quý vị cũng phải cần phải chú ý, chú ý hơn. Đó. À, kiên kỵ thứ 12 là hạn chế các việc đại sự. Người Việt cho rằng vào trong cái tháng cô hồn ấy thì âm khí nó mạnh, nó không được may mắn, không được tốt lành. Nên là tốt nhất các bạn hạn chế kiên kỵ những cái việc cưới hỏi động thổ xây nhà hoặc là mua những cái đồ đạc hay là ký kết hợp đồng lớn vào trong khoảng thời gian này. À, nói chung ấy, đó là những cái điều kiêng kỵ mà quý vị cần phải biết để tránh được những cái điều xui rủi dẫn đến với mình quý vị nhé nói chung ấy ngoài cái những cái điều kiên kỵ trên ý, thì trong cái tháng vong hồn các bạn nên làm lễ cầu siêu cho chúng sinh, cúng chúng sinh để mong các vong linh có ăn, không gì không quấy nhiễu gia chủ. thì ngoài ra à, quý vị có thể thả đèn hoa đăng hoặc là mang theo bên mình những cái bùa may mắn, bùa bình an như mang tỏi, mang theo ít gọng nếp hay là gì đậu xanh hoặc là đậu đỏ vân vân hoặc là muối để thì tránh những cái xui xẻo và cầu mong cho mình có được những cái may mắn. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái giờ tốt thắp hương cũng như là những cái món ăn kiêng kỵ cũng như là những cái điều kiêng kỵ trong cái tháng cô hồn để quý vị gặp được nhiều cái điều may mắn và hanh thông. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. À, xin cảm ơn.